đó lên đây. Để luôn. Để rồi, xin chào các bạn nha. Mình đang đứng ở chỗ trạm trung chuyển của xe Phương Trang đi Đà Lạt. Rồi, chuyến 4 giờ sáng. Nãy là mình đứng ở Lê Hồng Phong. Để trung chuyển qua ở đường ở khu đô thị Sala đó. Bây giờ 4 giờ sáng nè. Đáng que luôn. Một số người ta đi chơi ở đây nè. Mình đi vào qua đây cái nha. Ở trại bên trên nó có toilet nữa. Mười phút nữa xe tới không? Bây giờ mấy giờ? Bây giờ là 4 giờ. 4 giờ 24, khoảng 4 giờ 5, 4, 10 xe tới nha. Hôm nay mà đi là lẹt cho chơi nha các bạn. 4 giờ sáng mình xuất phát. Khoảng 12 giờ trưa tới. Mọi người ta cũng đang đứng đợi ha, đợi xe lớn tới nha. Nãy là mình đi xe trung chuyển á. Rồi lên xe nha. Đó, mọi người bắt đầu lên xe nè, xe trung chuyển tới rồi. Rồi lên đi mọi người, lên trước đi. Cứ đúng số lên thôi. Rồi con sách lên rồi, con sách giải bọc con đi vô. Lấy giải bọc con sách vô. Rồi mới đúng quy trình, đúng quy trình. Đây
đó, rồi, cho đôi dép, cho đôi cái bọc sạch vô cho dễ. 5 đó ngọc trân ở đó đúng rồi đó, đang coi vậy cho đi. Rồi mình số 5. Mình số 5 ở đây. Anh coi 7 đâu vậy? 7 hả? 7 đây nè. Này phải không? Là cái này 3, 4, 5, 6. Năm ở đây hả? Năm đây hả? Vậy là dồn lên đấy nha, dồn lên xíu nha. Năm đây nè. Ủa đây A2 hả anh? À đúng rồi, năm đây nè. Đúng rồi, năm đúng rồi. Năm là đúng đây rồi. Số này nó sắp hơi lệch qua lệch lại, mình hơi bất ngờ xíu các bạn ơi. Rồi. Đi đâu? Đi hai người quá. Dạ rồi, ok. Cái màn rồi. Ai, mình đang ở trên xe Phương Trang các bạn ơi. Tình hình là xe Phương Trang 32 chỗ. Đây, hồi xưa có cái tivi, giờ dẹp cái tivi rồi. Hồi xưa có tivi đây. Này. Ngày dẹp TV rồi. Giờ để đi chạy hàng chạy nước đây. Mà chạy ra. Đây có cái đèn. Có đèn LED nè. Quá đẹp. Rồi bây giờ là tầm 4 giờ rưỡi hơn rồi, 5 giờ các bạn ơi. Rồi chút nữa mình đi tới đâu mình quay tới đó nha. Các bạn hay mình quay tiếp nha. Tạm thời nghỉ ngơi chút xíu. Rồi xin chào các bạn nha. Tình hình là bây giờ là 7:30. Mình đang tới dừng chân Maragui, trạm dừng chân Phúc Lộc Maragui. Hãng xe Phương Trang là tập trung ở đây hết các bạn. Sau 2 năm mình đi lại chỗ này nó thay đổi cái màu rồi bạn ơi. Màu của Phương Trang cam và chuyển thành cái màu xanh, chắc là có nhà thầu nào mới rồi. Phúc Lộc ha, Phúc Lộc không công ty nào đây? Giờ không gọi là trạm dừng chân Phương Trang, trạm dừng chân Phúc Lộc Maragui. Nhưng mà chỗ này đường ngáo mát các bạn. Xa có sương, sương mây gì đó, vẫn còn mây nha. Hôm nay là 18 tháng 7, thời tiết Đà Lạt chắc mưa quá. Đang tới Maragui mà thấy có vẻ âm u. Đấy, mình vô trạm dừng chân nha. Đây, cơm ba rọi 50k, đồng giá 50k hết. Gọi thêm 5k, tiếng gấp la 10. Canh chua cá lóc 45. Rồi vô đây kiếm gì ăn đi. Đồng giá là 60k cộng thức uống nè. Trạm dừng chân này được cái rộng rãi, thích chỗ này. Quá trời rộng rãi, bàn ăn uống thoải mái nha. Đi dạo vòng coi. Bánh mì thịt 25 cành. Còn sớm nhân viên đang ăn sáng. Bán gì đây? Cookie dừa, cookie bơ điều, cookie hoa thị, bánh sừng trâu,
Bánh bao. Bánh mì thịt 28 cành. Máy lạc thịt mở. Mì băng nước. Bánh mì que nè. Cái gì đây? Con chuối. Ba mươi lăm k. Chấm ruột, chanh muối. Ờ, bà con có thấy món chấm ruột không? Này có mấy xí mũi nè. Bánh bía. Bánh bía Phúc Lộc, không phải bánh bía Sóc Trăng. Bánh bía Phúc Lộc. Có mấy có mưa. Rồi dòng qua đây. Ăn gì để luôn. Ờ ăn đi, ăn trước. Ăn ừ, ăn ăn cứ ăn. Đồng giá 20k, đồng giá 50 cành. Món nước, món ăn gì cũng được. 50 cành hết. Cải thịt bằm 20k nha. Tô phở, tô hủ tiếu, dĩa cơm. Đây thôn làng đây. Mua vé ở đây, qua đây lấy đồ ăn. Sau khi mua vé xong 50k. Rồi, con nuôi phong xưa. Năm người cha thấy cũng được quá ha. Bài cái chim cúc không? Hả? Thịt lá. Phong xưa mà cái nuôi nó hơi to nha. Nuôi nó hơi to. Rồi, bây giờ mình đang vào đèo Bảo Lộc nha các bạn. Bây giờ là 8 giờ sáng. Mình đang tới đèo Bảo Lộc. Wow, xa xa. Xa xa núi mà mây không à. Mây sương rồi các kiểu đó. Nhìn khá đẹp ha. Đừng mưa được. Đừng mưa đi lên Đà Lạt chơi được. Thank you.
đèo đèo. Sương mù mây không thấy gì luôn. Lên đây cái nghe ù ù có tai. Đi Đà Lạt mùa tháng 7 là nguy hiểm có trận mưa. Đúng thiệt luôn chứ. Đúng thiệt. Mà ba cô đó nghe ù ù cái tai rồi, nghe ù ù cái tai không ha, nghe nó bịch bịch lỗ tai mình nè. Đeo bỏ lọc, đeo bỏ lọc, điện còn đang đeo bỏ lọc. Mưa rút rắc, mưa rỉ rả. Mưa lớn rồi, mưa lớn rồi. Đó, mưa trắng xóa luôn. Không thấy gì luôn. Rồi, dừng chân đúng 25 phút, ăn rất vội vàng các bạn ơi, ăn chưa hết tô là phải hối ra đây giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình nhé. Thành ra các bạn lưu ý, khi tới trạm dừng chân nhớ ăn nhanh nhanh, ăn lẹ lẹ. Ở đây là quốc lộ 20. Trời còn đang âm u. Thank you.
còn khoảng 150 cây nữa mới tới Đà Lạt, khoảng 3 tiếng nữa. Nhìn xa xa có mây nè, mây chưa tan. Gió giật hay chưa mưa không? Gió giật. Mười giờ 47 phút bắt đầu lên đèo Friend.
nó đều phen ra rồi. Xẻ núi này nè, quá dữ luôn, quá dữ luôn, mở rộng nè, đẹp friend mở rộng nè, nó vẫn còn thấy đá luôn, núi đá, trắng cái bờ kè lại. Lên đây hết mưa rồi, khỏe rồi. Rừng không. Chỗ này mở, khúc này là mở được, mở rộng. Ghê thiệt, sừng sững luôn. Rồi rồi, có đá kìa các bạn. Quá trời. Đá không. Bốn nó lên đó, sẽ hơi chạy qua luôn, sẽ còn chạy qua luôn. Khúc này nó làm cái bờ ta luy trắng, trắng đất trắng đá rớt xuống. Ồ, mở rộng đẹp ha. Wow, trắng. Mà thấy không? Ủa, lên đây ù ù tay tiếp. Cái bờ trắng sóng, trắng đất đá, mấy cái trụ đèn, thì cầm cái trụ đèn. Cách đây 30 năm đi lên đèo Friend, đi với xe mà xe gọi là xe giống như xe buýt hồi xưa, chạy lên mà chạy rì ra đường xấu, lâu lắm trời nhanh, giờ đường ngon quá trời quá đất. Rồi sắp tới rồi, còn 3 cây số nữa, đây là thiền viện Trúc Lâm.
người ta đó. Đây là mấy xanh to lì. Xem đã chạy bên thoải mái luôn, đường rộng chạy thoải mái. Cái mình vẫn nghe đều hai bên không? Đó. Cái đó cái góc đẹp ha. Cái góc đẹp ha. Tại còn nó dễ thích là tại vì mình không có cầm nó thì nó hay mặc định là một bên là bên phải là rừng thông. Chúc người khách soi phút nợ xe tại về bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Tại đây công ty Phương Trang hỗ trợ quý khách dịch vụ xe trục chuyển miễn phí. Quý khách nào nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ hoặc trục chuyển đến hỗ trợ. Quý khách vui lòng chờ xe dừng hẳn và hãy di chuyển thời kiểm tra túi sách để trừ trang trước khi dùng. Và một lần nữa xin em về công ty Trang xin cảm ơn quý khách. Cái pin xài được có 2 tháng nó lại lặp lại như cũ. Mà cái còn bên còn nó vẫn giữ lâu còn mà không xài mà để cả nửa năm vậy mà bây giờ ra nó vẫn còn điện. Rồi chạy kiểm tra đồ này xe đi chị ơi. Lúc đầu 4 cho đến 6 tiếng. Sợi càng tối tân thì càng thích cái đường mà đều này. Nó vẫn còn dở cái dụng.